bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhập định không phải là ngủ. Có người hỏi tôi, nhập định và ngủ khác nhau ở chỗ nào? Nói sơ qua thì khi nhập định, hành giả ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, hô hấp có thể ngừng, mạch có khi không đập, trong bề ngoài như là người chết, nhưng tri giác thì vẫn có đủ. Nhập định thì ngồi yên không động, có khi trong một ngày hay 10 ngày cho đến cả tháng. Còn như nếu là người ngủ thì thân siêu vẹo, đầu nghiêng ngả, hơi thở ra vào phì phò, có khi còn phát ra tiếng ngáy như sấm, đó là chỗ khác nhau. Thực tập thiền cũng ví như người đi học, từ tiểu học qua trung học, đại học, rồi tới giai đoạn nghiên cứu, sau mới được cấp bằng tiến sĩ. Pháp môn thâm thiền cũng giống như vậy, chia làm 4 bậc, gọi là tứ thiền. Xin dẫn sơ lược như sau. Sơ thiền còn gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Đây là trạng thái đưa hành giả lìa hẳn cảnh giới của chúng sinh, tức là lìa dục giới. Nên quý vị đạt được một trạng thái khoái lạc. Nó vượt trội loại khoái lạc mà phàm phu có thể kinh nghiệm được. Bởi vì khoái lạc này được xuất phát từ công phu của tự tánh. Khi nhập sơ thiền, hơi thở ngưng lại, đây gọi là ngoại hô hấp đình chỉ. Nhưng nội hô hấp bắt đầu hoạt động, giống như hiện tượng đông miên của các loài vật. Đông miên tức là ngủ suốt mùa đông. Khi ấy tâm thì trong suốt như nước, sáng như gương, soi chiếu tới bổn thể của tự tánh, nhưng ta vẫn còn hay biết là mình đương ngồi thiền. Nhị thiền gọi là định sanh hỷ lạc địa. Và trong định này, hành giả kinh nghiệm một thứ khoái lạc không gì sánh được, chính là thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Bởi trong cảnh giới này, hành giả thấy khoái lạc nên quên luôn cả đói, có thể nhịn ăn, nhịn uống trong nhiều ngày mà không có vấn đề chi. Tuy nhiên, chớ chấp trước vào sự thành tựu đó. Khi quý vị chấp trước vào cảnh giới đó, thì tất cả những công phu lúc ban đầu trở nên vô dụng và quý vị sẽ bị lạc vào ma cảnh. Cho nên quý vị phải cực kỳ thận trọng. Trong định này, không những hô hấp đình chỉ mà mạch cũng ngưng đập. Khi nào ra khỏi định thì cơ thể trở lại hoạt động bình thường. Tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Hành giả lìa sự hoan hỷ trong nhị thiền, đạt tới một thứ khoái lạc kỳ diệu không thể nói ra được. Đồng thời, y cảm thấy tất cả mọi pháp đều là Phật pháp. Tất cả mọi thứ đều là một nguồn khoái lạc. Trong cảnh giới tam thiền, cả hô hấp và mạch đều đình chỉ, ý niệm cũng dừng lại. Khi ấy, quý vị không còn nghĩ thiện hay ác, phải hay quấy, một niệm cũng chẳng sanh. Tuy nhiên, hành giả cũng đừng tự hào vì đó chỉ là một sự thành đạt nho nhỏ trên con đường tu dài vạn dặm. Đến được chỗ liễu thoát sanh tử hay còn xa lắm, còn cách cả 84.000 dặm đường nữa. Tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Trong cảnh giới này, ngay cả niệm khoái lạc cũng không còn. Tất cả đều bị xả bỏ và hành giả đạt tới một trạng thái thanh tịnh, không còn gì để tạo tác. Đây còn gọi là cảnh giới vô vi, vô sở bất vi, nghĩa là chẳng làm nhưng chẳng cái gì là không làm. Tứ thiền cũng chỉ là một chặng đường trong quá trình dụng công tham thiền. Đừng nhận lầm cho là mình đã chứng quả, kẻo có thể phạm vào lỗi lầm của tỳ kheo vô văn mà đọa địa ngục. Người đắc tứ thiền vẫn còn ở địa vị phàm phu, nếu y tinh tấn dẫn bước tiến tu, khi tới được cảnh giới ngũ bất hoàng thiên mới gọi là chứng quả thánh. Vậy mà tới đây vẫn chưa giải quyết xong vấn đề sanh tử, bởi chưa vượt ra khỏi vòng tam giới. Điểm này phải nhận cho rõ, quý vị đừng bị lầm lạc về các giai đoạn phải trải qua trên con đường tu chứng. Ha ha ha, 问什么的说呵。